Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay thì mình được về sớm nên là bây giờ mình sẽ đi ra vườn để thăm xem thử quả sầu riêng còn lại duy nhất của vườn nhà mình đã chín chưa. Vườn sầu riêng của nhà mình thì cũng được khoảng cỡ mấy chục cây. Đây là cây sầu riêng đây các bạn nhé. Cây này của nhà mình đã được 4 năm rồi. Đấy, 4 năm. Thì vừa rồi cây này mình chưa cho ra quả đâu. Để cho cây nó khỏe cái đã. Để cho cây nó khỏe cho nên là mình chưa ép nó ra quả. Lá rất là mơn mởn này. Còn cái cây sầu riêng mà có quả của nhà mình ấy, thế là ở đằng kia kìa. Bây giờ mình sẽ ra thăm xem thử là kết quả duy nhất còn lại nó đã chín chưa. Đây là cây con nhá, nhà mình mới trồng này, phát triển rất là tốt. Mình xen với lại cà. Đây, vừa rồi của nhà mình được mấy quả rất là to mà nó chín nó rụng rồi này, ăn rồi. Đó, và đợt đấy thì mình không làm clip cho các bạn thấy. Để xem quả kia nó đã chín chưa nhá. Nhìn thế này là thấy nó chưa chín rồi. Nó vẫn còn nguyên cuống ở trên cây này là nó chưa chín rồi các bạn. Đây, quả sầu riêng của nhà mình đây. Vậy là nó vẫn chưa chín. Khi nào chín thì nó phải tự rụng cơ. Và cái này biết là bị con gì nó đục cái này. Bị con gì đục vào cuống nhưng mà nó chưa chín. Mình thì có ít chỉ để ăn thôi. Chính vì vậy cho nên là để nó rụng tự nhiên nhá, không có ép. Đó, không ai ép. Và để rụng tự nhiên. Coi nào. Thế này thì chắc cũng chưa thể nào chín được rồi, tại vì chưa có mùi thơm đâu. Đó, khi nào nó rụng thì nó sẽ rụng ở chỗ này các bạn này. Nó sẽ rụng ở đây. Giống như cái cuống cũ ở quả này đây. Cái quả bữa trước nó chín rồi các bạn. Đó, còn cái sầu riêng mà các bạn mà thấy người ta cắt từ cái chỗ này về ấy, họ sẽ cắt từ đây này, họ sẽ cắt từ cái chỗ đầu cuống này, sau đó về họ sẽ giấm thuốc. Đó, hoặc là để cho nó chín tự nhiên xong rồi nó cũng sẽ tự rụng cái cuống này ra, là thành ra giống như kiểu là sầu rụng ấy. Nhưng mà thực ra để một quả sầu riêng mà rụng chín cây thì nó lâu lắm. Đó. Chưa? Ồ, vậy là nó chưa chín rồi. Cái khoảnh khắc mà ra vườn mình, cái khoảnh khắc mà nhìn thấy quả sầu riêng nó chín rụng xuống ấy thì rất là hay nha, rất là thích, tại vì là được có sầu riêng ăn. Đó, đây là cây sầu riêng này của nhà mình năm nay mới bói thôi. Bói mà vừa rồi của nhà mình nó được 3 quả. Và quả to nhất là 6 kg. Còn quả này tầm tầm 3 kg, hơn 3 kg các bạn nhé. Đó. Tiếc quá, nó chưa chín rồi. Thôi. Chào các bạn nha. Khi nào chín thì mình sẽ review cho các bạn thấy. Tạm biệt các bạn.